Rồi, hello cả nhà. Mời cả nhà xem những cây mai vườn nhà mình. Đó, anh em nào ưng ý cái cây mai nào thì liên hệ. Vườn mình thì có cúc rinh giang lâm với lại một số mini bonsai. Mấy cây giang lâm mạc hoa đẹp thì mới sưu tầm, chưa có bán. Đây, mấy loại mini. Những loại như thế này thì rất là nhiều. Anh em nào ưng ý những cái loại mini này thì kết bạn Zalo với mình. Mình báo giá từng cây riêng. Cây rất là đẹp nha anh em. Đấy, cái clip này mình quay lướt lướt thôi. Đặt nhiều mini nha anh em. Đây, bỏ mấy cây trên đồn này quay cho anh em xem. Rất đẹp. Thích hợp bỏ trên những bộ bàn salon bằng tre rồi, ngầu vừa ngắm nghía cây vừa uống trà uống cà phê rồi rất là hay nha anh em. Hoa thì vườn mình thì nói chung là hoa đẹp hết, cúc đẹp, giáo cũng đẹp nha anh em. Đế đắm thì có cây làm rất là kỹ lưỡng bài bản. Anh em mua mai gì thì cứ kết bạn Zalo với mình qua số điện thoại là 0987 096 755. Vườn mình thì ở tại làng Mai Háo Đức nha anh em. Thị xã An Nhơn, Bình Định. Đấy, bonsai thì nói chung là làm chất lượng là chuẩn chỉnh hết. Bông búp thì đẹp kiểu. Rất là đẹp. Đấy, anh em thích cái loại nào thì liên hệ với mình. Lâm cúc rinh lớn cũng có nha anh em. Rồi, cũng mấy cây bonsai hàng đại hàng lớn này. Hàng đây hai ba người bưng nha anh em, nó hơi nặng. Bông cây giáo chậu rồng. Giao bông đẹp nha nè. Đột đỏ đang ra nè. Chậu cố. Giá cả thì hợp lý thôi, không có mắc. Đây là cây cúc bột xanh. Cũng còn rất là nhiều cây nữa nha nè. Rất là nhiều cây, mình còn cái vườn phía sau nữa. Anh em nào mua thích mua mini hay mua gì thì báo nha anh em. Toàn nói chung là cây đẹp hết á. Anh em yên tâm. Cái loại mini này bán bàn chơi xuống lắm. Đó. Gốc đỡ thì có tay cành rồi. Này. Chụp bông búp chỗ này là đóng cục cục hả? Cây làm rất là kỹ. Rồi, anh em nào có nhu cầu mua loại nào thì cứ liên hệ với mình qua số điện thoại là 0987 096 755. Thì đấy là số Zalo cá nhân của mình. Nên nào có nhu cầu thì cứ kết bạn. Mình sẽ gửi thông tin qua. Rồi, chúc anh em một ngày đầu tuần vui vẻ, tràn đầy may mắn. Rồi, chào tạm biệt anh em.